Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường Và sau đây mời các bạn muốn xem Tử Vi tuần mới của 12 con giáp Từ ngày 11 tháng 4 đến ngày 17 tháng 4 năm 2022 Hy vọng với những thông tin hữu ích chúng tôi cung cấp Sẽ giúp cho các bạn có được những trải nghiệm và thay đổi vận trình của mình được tốt hơn. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Từ vi tuần mới của bà Thủ Tý từ ngày 11 tháng 4 đến ngày 17 tháng 4 năm 2022. Với bạn Thủ Tý bước sang tuần mới này, xem tử vi cho thấy về cơ bản vận trình của bạn tương đối là ổn định nhưng trong lòng bạn vẫn đang có nhiều trăn trở về phương diện sự nghiệp. Xong, trước khi bạn đưa ra quyết định cuối cùng, với bạn tuổi tí, hãy dừng lại để tìm hiểu và lắng nghe những mong muốn thực sự của bản thân mình. Đây là thời điểm mà với bạn tuổi tí, cần phải dành nhiều thời gian để tự vấn bản thân. Do đó, bạn hãy tạm lánh khỏi đời sống xã hội. Với bạn tuổi tí, cũng là người rất ấn tượng, đi đến đâu cũng có thể sẽ chinh phục được lòng người nữa nhé. Trong tuần mới này với ba tù tí, siêm tử vi cùng cho thấy với bạn đang có được báo hiệu có nhiều tín hiệu vui liên quan tới chuyện tình cảm. Ngay cả khi đã ở bên cạnh nhau một khoảng thời gian dài, với bạn vẫn sẽ có những phút giây phấn khích khi gặp lại người ấy sau một ngày dài không nhìn thấy nhau. Và đây là dấu hiệu cho thấy với bạn đã đến đúng nơi và gặp được đúng người nữa rồi. Bên cạnh đó, trong vận trình tuần mới này với bạn tù tí lại đang gặp ngụ quỷ là hung tinh chiếu mệnh. Cái điều này sẽ tác động không hề tốt tới sức khỏe của bản mệnh. Cũng có thể là vì bạn bận rộn với công việc cho nên không nhận ra được những thay đổi không tốt của cơ thể. Vì vậy với bạn tuổi tí, hãy học cách để lắng nghe nó vì đó là cách tốt nhất để cho bạn tìm cách để cải thiện phù hợp và nhanh chóng nhất cho sức khỏe của mình bạn tuổi tí nhé lại thêm trong vận trình tuần mới này với bạn tuổi Tý đang gặp thương quan chiếu mệnh, điều này làm cho bạn đang có điểm báo sẽ có những rắc rối xảy đến với bạn và dù đó là việc nhỏ nhất thì bạn cũng cần phải cẩn trọng. Chỉ khi bạn xử lý được những vấn đề xảy ra lúc này thì mới hạn chế được tối thiểu những vấn đề phát sinh vào cuối tuần. Vì vậy với bạn tuổi Tý hãy cố gắng xử lý những việc nhỏ phát sinh ngay từ ban đầu, bạn ba tuổi Tý nhé. từ vi tuần mới của bạn tuổi Sửu từ ngày 11 tháng 4 đến ngày 17 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi Sửu bước sang tuần mới này, xem tử vi cho thấy bạn đang có điểm báo với bạn sẽ nhận ra các chuyện tình cảm của mình đang trái ngược với những gì mà phim ảnh và hầu hết các bài tình ca. Việc bạn gặp đúng tình yêu đích thực của đời mình không đồng nghĩa với việc bạn sẽ luôn cảm thấy an toàn hoặc lúc nào cũng cảm thấy thăng hoa trong một mối quan hệ và khi có nhiều rắc rối không được giải quyết chỉ để bằng mặt mà không bằng lòng thì sẽ khiến cho cả hai càng thêm mệt mỏi hơn mà thôi và trong tuần mới này với bạn tuổi Sửu sẽ mang tới cho bạn có được nguồn năng lượng mới. Với bạn tuổi Sửu thích tìm hiểu về những điều mới mẻ, các chủ đề hay, thích nghiên cứu những gì mà bạn cảm thấy hứng thú. Mỗi khi có điều gì đó thu hút được sự chú ý của bạn là bạn luôn có xu hướng tìm hiểu điều đó một cách sâu sắc và đầy đủ. Điều này vô tình làm cho khối lượng kiến thức và sự hiểu biết của bạn tăng lên mỗi ngày mà bạn không hề nhận ra nữa nhé trong tuần mới này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp được sao thái âm là các tinh chiếu mệnh giúp cho bạn hóa giải được những mâu thuẫn hiểm khích hiểu lầm chỉ để cho duyên lành xuất hiện trong tuần này để cho bạn mệnh có thể an tâm tập trung vào công việc và cải thiện cuộc sống của mình với những mối quan hệ của bạn đang trở nên hài hòa và dễ chịu hơn rất nhiều đầu tuần với bà tuổi Sửu có được nhiều điều kiện thuận lợi nhưng dù nếu như có khó khăn cũng không bỏ cuộc vì mọi việc rồi sẽ đau vào đáy nhất là trong khoảng thời gian cuối tuần có thiên tài mang tới cho bạn có được nhiều cơ hội về tiền bạc và khi có tiền bạc thì bạn cần phải nhớ là tập trung vào việc tích lũy dành dụm bạn tuổi sửu nhé tử vi tuần mới của bạn tuổi dần từ ngày 11 tháng 4 đến ngày 17 tháng 4 năm 2022. Xem tử vi cho thấy với bạn tuổi dần bước sang tuần mới này đang có điểm báo về vận trình tình cảm của bạn có phần trầm lắng với bạn mạnh tuổi dần cái chuyện tình cảm của bạn với nửa kia đang có nhiều điểm khác biệt trong quan điểm sống trong khi đó sự tương đồng về thế giới quan cũng rất quan trọng trong một mối quan hệ khi không có cùng mục tiêu suy nghĩ và những góc nhìn tương tự nhau trong cuộc sống có nghĩa là hai bạn đang cùng nhau đi về hai hướng khác nhau nữa đó nhé và tuần mới này với bạn tuổi dần, công việc của bạn diễn ra đều đều. Với bạn tuổi dần làm việc khá tập trung và có khả năng kiểm soát được những sự kiện đang diễn ra trong tuần. Hơn nữa, lúc này với bạn tuổi dần cũng đang lên kế hoạch cho những dự án trong tương lai. Cho nên, các việc quan trọng không ưu tiên thực hiện trong khoảng thời gian này. Lại thêm với bạn tuổi dần trong tuần mới này đang gặp sao dịch mạ chiếu mệnh. Điều này cho thấy với bạn đang cảm thấy rất vất vả trong việc kiếm tiền và để có thể gia tăng chút thu nhập cho mình thì bạn phải bỏ ra không ít thời gian và công sức. quan trĩa thì cứ chịu khó miễn là bạn có thể gia tăng được tiền bạc thì đừng có ngần ngại, khó khăn, gian khổ. Đây cũng là lúc mà bạn nên học hỏi và tích lũy thêm kinh nghiệm sống cho mình nữa nhé. Xem tử vi cũng chỉ ra rằng trong tuần mới này với ba tuổi dần đang gặp tỵ kim chiếu mệnh cuối tuần là lời nhắc nhở cho bạn cần phải cẩn trọng hơn trong lời ăn tiếng nói của mình nếu không muốn họa thị phi ảnh hưởng tới cả công việc và danh tiếng của mình kể cả là cuộc sống gia đình trong tương lai. Tiếng lành đồn xa, tiếng xấu còn đồn xa hơn nữa vì vậy với ba tuổi dần cần phải cẩn trọng hơn trong lời ăn tiếng nói của mình. Từ vi tuần mới của bạn tuổi mão từ ngày 11 tháng 4 đến ngày 17 tháng 4 năm 2022 với bạn tùy mão bước sang tuần mới này xiêm tử vi cho thấy về phương diện tình cảm của bạn nếu như muốn hạnh phúc về lâu dài thì với bạn tùy mão nên hạ bớt cái tôi của mình xuống lúc này việc xem xét lại quan điểm của bản thân là điều rất cần thiết đôi lúc suy nghĩ của bạn có thể không đúng với những gì đang diễn ra và điều này có thể dấy lên những nghi ngờ không cần thiết giữa hai người nhé và tuần mới này với ban tuổi mão hứa hẹn sẽ mang tới cho bạn có được nhiều niềm vui có thể là có tin vui về hỷ sự như là cưới hỏi mua nhà mua xe hay là chuyện về bầu bí và tuần này với ban tuổi mão cũng nhận được khá nhiều lời khuyên có ích cũng như là bạn đừng quên cân nhắc thêm với hoàn cảnh của bản thân và có được những lựa chọn thật khôn ngoan cho mình nữa Bên cạnh đó, trong vận trình tuần mới này với ban tuổi mão cũng đang gặp được sao thái dương là cát tinh chiếu mệnh cho thấy với bạn đang có được nhân duyên, mối quan hệ với những người xung quanh rất tốt đẹp cũng như là việc hợp tác làm ăn, kinh doanh của bạn mệnh trong khoảng thời gian này cũng rất tốt. Với bạn nếu như muốn hợp tác làm ăn thì đây cũng là thời điểm khá thích hợp nữa rồi. Ký kết hợp đồng đúng lúc này cũng sẽ mang lại lợi nhuận cho cả đôi bên tăng thu nhập trong tương lai cho bạn nữa nhé. Lại thêm, trong vận trình tuần mới này với ban tuổi mão đang gặp được chính tài xuất hiện ngay từ đầu tuần, cái điều này sẽ mang tới cho bạn có được nhiều cơ duyên về tiền bạc. Và khi có tiền trong tay với bạn tuổi mão phải biết cất một phần để đề phòng bất trắc về sau này. Nếu sau đó có khó khăn gì thì với bạn vẫn có tiền để phòng thân cũng sẽ giúp cho bạn cảm thấy an tâm hơn rất chi là nhiều nữa nhé. tử vi tuần mới của bà tuổi thìn từ ngày 11 tháng 4 đến ngày 17 tháng 4 năm 2022. Với bà tuổi thìn bước sang tuần mới này, xem tử vi cho thấy bạn đang có điểm báo, có nhiều nghi ngờ về chuyện tình cảm hiện tại. Thậm chí là với bạn muốn kiểm tra, kiểm soát mọi thứ vì lo lắng đối phương đang gian dối mình. Lúc này, với bạn tuổi thìn, việc lắng nghe những góc nhìn từ người ngoài cuộc cũng có thể hữu ích nếu như bạn vẫn còn băn khoăn về mối quan hệ hiện tại của mình. Và tuần mới này với bạn tuổi thìn, bạn sẽ có được nhiều quyết định đúng đắn từ quá khứ, sẽ mang lại cho bạn không ít thành quả như mong đợi. Kết quả tốt đẹp sẽ mang tới năng lượng tích cực để cho bạn trở nên nhiệt huyết hơn và nỗ lực hơn trong việc toàn tâm, toàn ý cho công việc hiện tại của mình nữa nhé. Và trong vận trình tuần mới này với bà tử Thìn cũng đang chịu ảnh hưởng của thái tuế là hung tinh chiếu mệnh. Cái điều này sẽ làm cho việc di chuyển đi xa không có lợi cho bạn, nhất là trong điều kiện thời tiết như hiện tại. Với bạn rất dễ bị ốm bệnh, bệnh tật. Ngoài ra bạn cũng đừng ăn đồ lạ trong quá trình di chuyển kéo lại phải nhập viện vì ngộ độc thực phẩm nữa. Một góc độ khác cho thấy với bà Thủ Thìn trong tuần mới này đang gặp được thực thần chiếu mệnh ở cuối tuần cái điều này sẽ mang tới cho bạn có được nhiều niềm vui trọn vẹn hoặc là những buổi tụ tập gặp gỡ với bạn bè đó có thể là trong buổi đi ăn tiệc cưới gặp lại những người bạn cũ để các bạn có thể trò chuyện rôm rã với nhau nữa. Từ vi tuần mới của bạn tuổi tỵ từ ngày 11 tháng 4 đến ngày 17 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi tỷ bước sang tuần mới này, xem tử vi cho thấy về phương diện tình cảm hiện tại của bạn đang có nhiều tác động xấu từ những chuyện cũ. Cái điều quan trọng là bạn phải tìm hiểu xem liệu bạn có đang để cho những trải nghiệm tiêu cực trong quá khứ làm ảnh hưởng tới mối quan hệ hiện tại mà mình đang có hay không. Và nếu không may rơi vào trường hợp này, với bà tuổi tỵ hãy dành thời gian để trò chuyện với người yêu về những bất an và lo lắng ở trong lòng. Sau đó, cùng người ấy tìm kiếm những biện pháp, liệu pháp giúp cho bạn vượt qua thời khắc khó khăn này nhé và xem tử vi cho thấy với bạn tuổi tỵ là người rất thông minh nhưng cũng có thể là một người hay quên hoặc thậm chí là hơi bất cẩn khi làm những việc bạn không hứng thú thế nên với bạn đang thiếu đi sự nhiệt huyết trong công việc và chìa khóa cho vấn đề này là bạn cần phải lấy sự cân bằng trong mọi khía cạnh của cuộc sống những khía cạnh mà bạn quan tâm và cả những khía cạnh mà bạn không hề có hứng thú nữa nhé. Thực ra, để cho cuộc sống cân bằng hơn thì bạn mạnh tuổi tỵ nên biết hạn chế việc để cho cảm xúc điều khiển mình. Cái điều quan trọng nhất đó là bạn hãy để cho tâm trí của mình luôn được sáng suốt nhất có thể để xử lý vấn đề, chứ không nên để cho việc yêu hay là ghét xiên ngang. Đối với bạn tuổi tỵ bạn cần phải học cách nghiêm khắc hơn với cả chính bản thân mình nữa. Và với bạn tuổi tỵ trong tuần này, nếu như có thời điểm bạn kiếm được tiền bạc trong tay thì với bạn cũng cần phải có kế hoạch quản lý về tiền bạc thật tốt. Bạn cần phải biết cất giữ cẩn trọng vì cuối tuần sẽ có tỷ kim chiếu mệnh. Cái điều này sẽ làm cho bạn rất dễ bị hao tán về tiền bạc thất thoát về tiền bạc. Không những thế, một số mối quan hệ của bạn cũng có thể vì tiền mà khiến cho tình cảm đi xuống nữa. tử vi tuần mới của bạn tuổi ngọ từ ngày 11 tháng 4 đến ngày 17 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi ngọ bước sang tuần mới này, xem tử vi cho thấy về phương diện tình cảm giữa bạn với nửa kia đang có điểm báo có nhiều lúc xuất hiện sự căng thẳng. Sự thiếu tôn trọng có thể thể hiện qua việc đối phương la hét vượt qua những ranh giới cá nhân hay là nói dối bạn và những hành động này cứ lặp đi lặp lại với bà tứ ngoại nhận ra mình đang ở trong một mối quan hệ thiếu lành mạnh nữa rồi và xem tử vi cũng cho thấy trong tuần mới này với bạn tuổi ngọ sẽ có nhiều kết quả công việc không được như ý vì điểm yếu của bạn là khó có được sự tập trung với bạn thích đóng góp ý tưởng của mình cho mọi thứ nhưng lại rất dễ mất đi sự hứng thú khi tập trung vào điều gì đó quá lâu và kết quả này cũng cho thấy bạn là người khó đoán và có những quan điểm khác biệt của bạn đôi lúc sẽ ảnh hưởng tới những người xung quanh nữa nhé. Trong vận trình tuần mới này với bạn tuổi ngọ, cũng đang gặp sao Bạch Hổ là hung tinh chiếu mệnh, cái điều này làm cho bạn trong tuần sức khỏe không được tốt cho lắm, sức khỏe có sự giảm sút, chính bạn cũng không nhận ra và tìm cách để cải thiện. Yếu tố về tinh thần cũng không tốt, cho nên bạn càng khiến cho bạn luôn trong tình trạng mệt mỏi và căng thẳng nữa. Bên cạnh đó, trong vận trình tuần mới này với bạn tử ngọ, cũng đang gặp thiên quan cản trở bước tiến của bạn ngay từ đầu tuần nhưng với ý chí kiên cường bạn mệnh tuổi ngọa sẽ sớm tìm lại được sự cân bằng cho bản thân bạn cũng đừng có nản lòng chỉ vì không đạt được kết quả như mong đợi và dù sao bạn cũng cần phải cố thêm thời gian để phát triển thêm tri thức cho mình nữa nhé tử vi tuần mới của bạn tuổi mùi từ ngày 11 tháng 4 đến ngày 17 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi mùi bước sang tuần mới này, xem tử vi cho thấy bạn đang có cảm giác gặp bế tắc với chuyện tình cảm của mình. Các mối quan hệ của bạn dễ có xu hướng đi tới sự đổ vỡ nếu như cả hai bạn đều đang xem nhau như là kẻ thù và luôn muốn giành phần thắng trong mỗi cuộc tranh luận thay vì ý thức được rằng cả hai cần phải luôn ở cùng một phía và tuần mới này với bạn tuổi mùi với những góc nhìn mới lạ và khác biệt về những vấn đề khác nhau cho phép bạn tuổi mùi đưa ra những giải pháp độc đáo nhưng đôi lúc những quan điểm khác lạ này dễ biến bạn trở thành một người lơ mơ và buồn cười nhưng điều này thỉnh thoảng lại giúp cho bạn làm dịu đi những tình huống căng thẳng và áp lực hiện tại nữa và với bạn tuổi mùi bạn là người có mối quan hệ rộng rãi đi đến đâu cũng gặp được quý nhân lại thêm trong tuần có sao tử vi là cát tinh trợ mệnh giúp cho phương diện sự nghiệp của bạn được hanh thông nhờ đó mà đảm bảo cho bạn có được doanh thu tốt nhất là đối với những ai làm trong các lĩnh vực như là đầu tư kinh doanh vào thời điểm này cũng rất có lợi và dễ trúng được những hợp đồng có giá trị lớn nữa nhé thêm vào đó trong tuần mới này với ba túi mùi cũng đang gặp được chính ấn chiếu mệnh xuất hiện ngay từ đầu tuần cái điều này sẽ mang lại cho bạn có được nhiều niềm vui và sự kiên trì với bạn sẽ thực hiện được những nhiệm vụ trước đây mà bạn đã từng nghĩ và vô cùng khó khăn không thể làm được gì nhưng chính bạn cũng nhận ra rằng mình đã tiến bộ hơn trước đây rất chi là nhiều nữa rồi Từ vi tuần mới của bạn tuổi thân từ ngày 11 tháng 4 đến ngày 17 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi thân bước sang tuần mới này, siêm tử vi cho thấy về vận trình tình cảm của bạn đang có điểm báo của sự đi xuống. Bạn trải qua cảm xúc tiêu cực liên tục khiến cho bạn cảm thấy mối quan hệ của hai người đang dần bị lung lay, dông bão ập tới. Suốt cả tuần diễn ra trong tình trạng người ấy không nghe điện thoại khi bạn gửi một tin nhắn và họ cũng không trả lời hay là những lúc họ đi làm về muộn cũng như vậy nhé. Và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi thân trong tuần mới này, bạn nên cẩn thận hơn khi đặt lòng tin vào người khác. Một số đối tượng có thể không thành thật hoặc là không giữ đúng lời hứa của họ. Xong, đây cũng chưa phải là thời điểm mà bạn vội vàng chất vấn đối phương và xem tử vi cũng cho thấy với bạn tuổi thân trong tuần mới này đang gặp đại hao lửa hung tinh chiếu mệnh cái điều này tác động không hề tốt lên vận trình tài lộc của bạn cho dù tiền bạc của bạn kiếm được đấy nhưng chi tiêu tiền cũng không phải là ít nhất là đối với những ai mới thực hiện kế hoạch về tiết kiệm thì lúc này mọi thứ đã đi chạy hướng hoàn toàn so với bạn nghĩ nữa rồi nhé và tuần mới này với bạn tuổi thân đầu tuần nếu như có vấn đề gì thì bạn mệnh cũng đừng có lo lắng thái quá. Mọi việc sẽ sớm được tháo gỡ khi bạn gặp được thiên ấn giúp cho mọi việc được hanh thông hơn từ giữa tuần và có thể sẽ mang tới cho bạn có được tiền bạc vào cuối tuần. Lúc này bạn có thể thoải mái tụ tập cùng bạn bè, tham gia vào các buổi ăn uống, gặp gỡ vui vẻ cùng mọi người nữa rồi. Từ vi tuần mới của bạn tuổi Dậu từ ngày 11 tháng 4 đến ngày 17 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi Dậu bước sang tuần mới này, xem tử vi cho thấy cách chuyện tình cảm của bạn đang có điểm báo sẽ có những bước chững lại. Trong các mối quan hệ của bạn trong quá khứ có thể sẽ ảnh hưởng tới mức độ tin tưởng vào người yêu hiện tại của bạn một cách nhất định. Với bạn tuổi Dậu, bạn đang thiếu đi nền tảng cần thiết để xây dựng niềm tin của bạn và cho bạn cảm giác an toàn nữa. Xem tử vi cũng cho thấy với bạn đang có nhiều sai sót trong công việc, cái việc truyền tải và diễn đạt thông tin gặp phải nhiều nhầm lẫn khiến cho khả năng giao tiếp của bạn vấp phải nhiều trở ngại. Do đó, đây chưa phải là thời điểm thích hợp để cho bạn tự dậu tham gia vào các cuộc đàm phán quan trọng trong tuần nhé và xem tử vi cũng cho thấy với bà tuổi dậu trong tuần mới này đã gặp tiểu hao là hung tinh chiếu mệnh làm cho bạn đang có điểm báo có nhiều khoản phải chi lặt vặt như là mua giấy, mua báo, sách vở, quần áo hay là những vấn đề phát sinh ngoài ý muốn. Cứ tưởng rằng không ảnh hưởng lắm, nhưng cuối cùng tổng kết lại mới thấy đã tốn một khoản tiền kha khá. Do đối với bạn tuổi giàu, bạn trở nên chủ quan ở những khoản chi tiền tưởng chừng như là nhỏ nhặt, tránh mua đỏ hạ giá vì cho rằng chúng rẻ bạn tuổi giàu nhé. Và ngay từ đầu tuần mới này với bạn tuổi dậu đang gặp nhiều trở ngại, nhưng thiên quan chiếu mệnh bù đắp cho những nỗ lực của bạn, nhờ đó mà bạn dám đối mặt với những khó khăn không hề nao núng trong bất cứ hoàn cảnh nào. Có thể hiện tại bạn chưa có được thành công rực rỡ, nhưng với bạn vẫn rất kiên trì với mục tiêu và hành động của mình nữa rồi. tử vi tuần mới của bạn tuổi Tuất từ ngày 11 tháng 4 đến ngày 17 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi Tuất bước sang tuần mới này, xem tử vi cho thấy bạn đang có điểm báo cái chuyện tình cảm của bạn không được như ý muốn. Khi với bạn tuổi Tuất đang cảm nhận được rõ ràng có sự xa cách của người ấy đối với mình thiếu cả sự thấu hiểu, không quản những câu hỏi tham vào những lúc bạn ốm, tâm trạng tồi tệ hoặc là bế tắc vì bạn trải qua một khoảng thời gian khó khăn nữa. Về tình hình công việc của bạn tuổi tuất trong tuần mới này lại không có nhiều biến động, vì thế bạn mệnh không phải nghị ngợi quá nhiều, lại có nhiều thời gian để phát triển bản thân mình, học hỏi thêm từ mọi người về những điều mới mẻ. Tuy nhiên, trong tuần mới này với bạn tuổi tuất cũng đang gặp ngụ quỷ là hung tinh chiếu mệnh, điều này sẽ khiến cho sức khỏe của bạn mệnh có phần bị giảm sút rõ rệt. Nhất là đối với những ai đang bị ốm bệnh vẫn chưa có dấu hiệu hồi sức, một phần lý do có thể là vì bạn bi quan ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe về tinh thần. Bạn cần phải học cách buông bỏ những áp lực do bản thân bạn tự tạo ra trong khoảng thời gian qua đi. Bàn Tử Tuất nhé. Với Bàn Tử Tuất trong tuần mới này cũng đang gặp thiên quan là hung tinh xuất hiện vào thời điểm giữa tuần. Cái điều này sẽ gây ra cho bạn gặp chút khó khăn, nhưng cho tới cuối tuần với bạn sẽ được thảnh thơi. Không những thế, bạn không phải nỗ lực nhiều nhưng vẫn có được tiền tiêu. Vì thế, nếu như bạn có phải vất vả bất cứ ngày nào trong tuần thì cũng hãy tin rằng với những rắc rối rồi, ắt sẽ qua, hãy tự tin lên bạn tuổi tuốt nhé. từ vi tuần mới của bạn tuổi Hợi từ ngày 11 tháng 4 đến ngày 17 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi Hợi bước sang tuần mới này, xem tử vi cho thấy bạn đang có được báo hiệu trải qua một tuần Ngập tràn tình yêu thương, khi với ba tuổi hỏi ở bên cạnh người ấy, bạn cảm thấy không còn có cảm giác lo lắng hay là đề phòng quá mức, không còn cảm giác sợ hãi, sẽ có một cuộc tranh cãi nào đó sắp xảy ra, chỉ thấy bản thân mình đang nhận được nhiều tình yêu thương, như vậy bạn đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi và vận trình tuần mới này với ba tuổi hợi bạn xử lý được nhiều vấn đề đang quản tồn đạo trong công việc từ tuần trước đó nhìn chung cách làm việc của bạn rất nhanh gọn và được đánh giá cao từ đồng nghiệp cho tới cấp trên lại thêm trong tuần mới này với ba tuổi hợi cũng đang gặp được sao thái âm là cát tinh chiếu mệnh cái điều này càng tốt cho những bạn nữ, nhất là ở phương diện nhân duyên, có người gặp được người yêu chiều, yêu thương mình hết mực, dường như mọi khó khăn trong cuộc sống, người ấy đều chấp nhận để cho bạn được vui, được in ổn nữa nhé. Tuy nhiên, với bạn tuổi hợi trong tuần mới này, cũng sẽ gặp phải những khó khăn ngay từ đầu tuần khi bạn đang gặp thương quan đánh lạc hướng khiến cho bạn không thể nào tập trung hay là sáng tạo được điều gì mới. Với bạn nên cố gắng gạt đi những ý kiến phản đối, ngăn cản bạn để có thể hoàn thành được mục tiêu của mình để ra bạn tuổi hợi nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.